Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo. Kênh YouTube chuyên về cái sản phẩm loa audio nội địa ha. Thì như mọi người thấy ở đây thì hôm nay Mr. Thảo về được một số lượng cái mạch DAC, mạch giải mã ha. Thì cái bộ mạch giải mã này trong thời gian vừa qua thì Mr. Thảo về và được anh em ủng hộ rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là cái chất âm của cái bộ này rất là hay nha, và thứ hai là giá thành khá là rẻ, trong cái tầm tiền mà loanh quanh 500 đồng. Nữa là cái bộ mạch này chính là một trong những cái bộ mạch mà bác Khang Audio, shop Audio Khang nha, đã lên họp và bán với giá là 2 triệu. Thì cái chất lượng nói chung là khá là hay. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cận cảnh cái bộ mạch này cho anh em chơi audio mình chiêm ngưỡng, cũng như là mình cái bộ mạch này mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ mạch DAC này nha. Đây là một cái bộ mạch được thiết kế, được sản xuất rất là chỉnh chu nha. Tụ nguồn của Nichicon, 2200 picofarad, RLE NBC của Nhật nha. Tất cả linh kiện cực kỳ tốt, và đặc biệt là con IC giải mã. Con IC giải mã là chạy con bắp rau BB5100A. Đó, con này thì phải gọi là mình tra trên mạng thấy là nó giải mã 32 bit nha. Rồi con này mình lên thùng thì rất là đẹp, nhưng mà mình mới ta háo đây, mình không có lên thùng. Và chip giải mã thì chạy có một cái con tụ của Nhật nha. Đó, mình xin lỗi mọi người, chip Bluetooth nha. Chạy một con tụ của Nhật. Đây, mình sẽ nói về cái ngõ, các ngõ của cái bộ mạch giải mã này. Ngõ vào sẽ là, thứ nhất là ngõ vào AUX. AUX là cái tín hiệu chạy với lại điện thoại, hoặc là tín hiệu rắc hoa sen từ đầu ăn cối xuống ha. Cái tín hiệu thứ hai đó là tín hiệu optical. Optical là tín hiệu quang nha, tín hiệu quang từ tivi hoặc là những cái đầu đĩa mà có cổng quang. Và cái đặc biệt ở cái bộ giải mã này đó chính là cổng giải mã USB. Cổng này chúng ta sử dụng cổng USB của máy in, thì mua một cái sợi cáp USB máy in nó tầm khoảng cỡ vài chục nghìn nha, thì chúng ta cắm vào đây, cắm vào laptop thì nó sẽ tự nhận luôn và sẽ chơi cái nền nhạc nhạc DSD nha. Nhạc đó là lossless nào, hoặc là những cái nhạc mà chúng ta chơi nhạc mạng á, thì nó sẽ được giải mã. Và đặc biệt là cái đầu này, cái mặt này, cái hay nhất của nó là cái cổng USB này nha. Đó, rồi cái kết nối kế tiếp đó chính là kết nối Bluetooth kết nối với điện thoại. Và đặc biệt là em này có kết nối Bluetooth, tiếng rất là hay nha. Ngõ ra thì em nó sử dụng một cái ngõ ra rắc hoa sen rất là thông dụng để chúng ta truyền vào âm ly. Và đây là hai cái núm volume, và một cái núm volume bên này là núm volume nguồn, đồng thời là núm volume tổng. Đây, mình sẽ mở đây như thế này, là chúng ta mở volume tổng nha. Đó, rồi nút volume bên này chính là ngõ selector, chọn ngõ nha. Ngõ Bluetooth nè, ngõ USB nè, optical nè, ha. Đó, và đặc biệt là cái bộ này nó kết nối thêm một cái jack 6.5. Cái jack 6.5 này thì anh em chơi audio mà sử dụng thường xuyên sử dụng tai nghe thì sẽ biết cái tầm quan trọng của cái jack này. Tại những cái tai nghe mà đắt tiền, những tai nghe high-end nó sử dụng cái jack 6.5 này nha. Là nếu mà chúng ta muốn sử dụng tai nghe jack 3.5 thì mua một cái đầu chuyển gắn vào đây, và cái chất âm qua tai nghe theo mình đánh giá cũng rất là ok. Ở đây Mr. Háo mình về được một ít như thế này. Anh em nào mà muốn thử cũng như là muốn biết cái chất âm của em nói như thế nào thì mình hãy sử dụng liên lạc với Mr. Háo để mình sở hữu một bộ như thế này. Và đặc biệt bộ này á thì mình sẽ tặng kèm một cái nguồn. Nguồn như thế này nha, nguồn này là nguồn xịn đây nè. Nguồn 1.5 ampere 12V, đây là nguồn xịn nha. Nguồn xịn, không chơi nguồn đẻo. Tại vì những cái dòng âm thanh này mà chúng ta sử dụng nguồn nó không chất lượng thì cái âm thanh nó sẽ bị không hay. Rồi ok, ở đây anh em nào cần liên lạc với Mr. Tháo, mình không có mót vỏ nha, mình chỉ bán cái vỏ mặt như thế này giá rẻ để anh em mình về tự mót thôi. Ok, mình sẽ kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem cũng như ủng hộ kênh YouTube Mr. Tháo nha. Chào mọi người.